Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý khách hàng cũng như các anh chị đầu tư đã quay lại với video tiếp theo của nhà đất Hồng Sơn. Buổi chiều hôm nay mình đang có mặt tại phường Đông Hòa thuộc thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương để review cho khách hàng một căn nhà mặt tiền đường kinh doanh buôn bán đa ngành nghề. Ở đây là mặt tiền đường rộng khoảng 15-16 m. Nhà này thuộc mặt tiền đường kinh doanh buôn bán rất là tốt. Ở đây có rất nhiều quán xá ở đây như là Vinmart này, tạp hóa, cà phê, quán nhậu giải khát ở đây nhé. Hiện tại con đường này đang kinh doanh buôn bán rất là tốt. Hiện tại đang tầm khoảng 2 giờ chiều. Đường hơi vắng một xíu. Căn nhà hôm nay em giới thiệu cho khách hàng có diện tích là chiều ngang 5,5 m và chiều dài 21 m. Tổng diện tích là 113 m², thổ cư 100%. Hiện tại chủ nhà đang cho thuê kiosk đường trước với giá cho thuê là 6 triệu đồng trên một tháng. Đây là kiosk đang cho thuê nhé. Nhà đang kinh doanh buôn bán spa. Đây là con đường phía trước này. Đường kinh doanh buôn bán rất là tốt nhé. Con đường này nối dài từ đường Trần Hưng Đạo sang bên khu trung tâm hành chính Dĩ An. Đường này ra trung tâm hành chính Dĩ An nha. Ra ngoài quốc lộ 1K và siêu thị Bixi ngay đây luôn. Nhà này cách siêu thị Bixi và quốc lộ 1K chỉ đâu đó khoảng 1 km thôi. Mình di chuyển ra quốc lộ 1K rất là gần nhé. Đi trung tâm Thủ Đức. Ở đây là căn nhà em giới thiệu này. Nhà này có diện tích là ngang 5,5 m, chiều sâu là 21 m, có hướng chính đông. Nhà này thổ cư 100% nhé. Đây đang cho thuê nhé. Phía sau mình là nhà ở này. Bây giờ mình gọi xem tham quan nhà ở nhé. Nhà 1 trệt 2 lầu đây nhé. Xây kiên cố. Đường phía trước đang cho thuê. Bây giờ là phía trong căn nhà này. Ở đây có khoảng trống, mình để được khoảng 4-5 chiếc xe Honda thoải mái ở đây nhé. Phía trong mình ở, còn ở ngoài mình cho thuê thu nhập hàng tháng, lấy tiền đi chợ. Trong đây là nhà 1 trệt 2 lầu nhé. Trong đây mình có phòng khách rộng rãi ở đây này. Nhà chính chủ xây ở rất là chắc chắn và kiên cố. Phía trên mình có hệ thống trần chỉ thạch cao. Nhà chiều ngang 5,5 m, rất là rộng nhé. Đây là khoảng trống phía trước của căn nhà mình đây. Bây giờ mình cùng di chuyển vào trong tham quan khu bếp nấu ăn của căn nhà. Ở đây mình có một bộ bàn ăn 8 ghế rất là rộng, hình hạt xoài đấy nhé. Đây là khu bếp nấu ăn này, rộng rãi thoáng mát nhé. Bây giờ mình sẽ cùng di chuyển lên trên. Quý khách hàng đang xem, nếu có nhu cầu mua thì hãy liên hệ với mình theo số điện thoại 0973 114 255. Hẹn gặp em ngay đường Trần Hưng Đạo, em sẽ dẫn vào xem nhé. Căn nhà 113 m², thổ cư 100%. Lầu trên này có 2 phòng ngủ nhé. Đây có phòng vệ sinh chung này. Ở đây mình có một phòng ngủ. Đây là phòng học tập và mình nhận dạy thêm học sinh ở đây nhé. Phía bên đây có phòng ngủ rất là rộng, hiện đang sử dụng. Nếu quý khách hàng nào đi xem thì mình sẽ mở cho xem trực tiếp luôn nhé. Bây giờ mình di chuyển lên trên. Nhà này gồm 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ và có sân thượng phía trước trồng rau rất là rộng nha. Góc đây là phòng thờ này. Ở bên đây là phòng ngủ này. Đây là phòng ngủ thứ 3 rồi nhé.
Phía trước mình có khoảng trống sân thượng rất là rộng nha. Ở đây mình có thể trồng cây cảnh, trồng rau sạch ở đây. Chủ nhà trồng rau rất là tốt nhé. Quý khách hàng có nhu cầu liên hệ trực tiếp với em, hẹn em ngay đường Trần Hưng Đạo, em sẽ dẫn vào xem nhé. Căn nhà này đang được chủ nhà kêu với mức giá chỉ 7 tỷ 200 triệu đồng cho một căn nhà 113 m², thổ cư 100%. Đang có nhà thuê phía trước và phía sau nhà 2 lầu mình ở nhé. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.